Em xin tự giới thiệu, em là Trần Đình Ngọ, em đến từ Bình Phước, hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc em là kỹ sư quy trình. Ngọ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi ạ. 28. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào, chào bạn nam và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Nga, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là kế toán viên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cặp này làm như vô để bấm chứ không có nói chuyện gì chứ. Rồi. 3 2 1 bấm thấy không? Thấy không? Tự ra luôn thấy chưa? Chưa có ai mời tự ra luôn rồi. Thôi đứng lên đây. Cặp này làm như hẹn trong mơ đứa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Trời ơi, thấy chưa? Vậy còn chần chờ gì nữa? Cưới, cưới gấp, cưới gấp. Rồi hôn nhau thôi. Mà xin phép ra ngoài. Không, không má đàng hoàng. Sau khi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cách đây khoảng hơn một tháng trước thì hiện tại cặp đôi chúng mình vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Chúng mình cũng đã từng đi chơi với nhau rồi. Nó cũng có một lần cô nhà Nga chơi là con nấu cơm cho Nga ăn luôn. Thì Nga nó chê nấu không ngon. Nó không ngon thật, nhất là món thịt kho. Dạ em biết nấu cơm chưa? À bù qua bên đây. Được, được. Quan trọng là nấu chín hay không thôi. Không, tại em thường nấu cơm cả không ăn luôn. Dạ. Đồ ăn em nấu được gì? Em nấu món gì cũng được. Nhưng bạn bè ăn được không? Chắc được anh ơi. Ăn được luôn thì tốt. Tốt vậy rồi. Bạn bên kia là có luộc không là khỏe rồi ha. Em mời anh ấy đến nhà em chơi. Nhân dịp có chị gái ở dưới Vũng Tàu lên chơi nữa. Sau đó là không biết làm gì, nếu chơi không thì buồn quá. Nên là anh ấy nói là anh ấy nấu ăn rất là ngon. Nên là chúng em đã bắt anh ấy nấu cơm. Nhưng mà không có ngon như cái lời mà anh ấy PR gì cả. Món thịt kho thì như thành món thịt xào thì vậy. Thật ra không phải như vậy, tại vì cái chảo to quá. Mình bỏ chút ít ăn thôi, nó như kiểu nó xào thôi, nó không có ra kho hả? Bạn nữ cũng có quà tặng bạn nam đó nha. Dạ. À, cũng... Cảm ơn, tặng anh. Anh biết cây này cây gì không Ngọ? Đi giống Ngọc Ngân thì phải. Không phải. Không phải, đây là cây hoàng cây tử. Cây này là cây ngựa đó. Ngựa. Dạ. Bạch mã. Đúng cây rồi này ạ. Bạch mã. Mã hợp em rồi, tên Ngọ lắm. Ngọ với ngựa được á. Dạ. Trùng hợp quá ha. Dạ. Cây hoàng tử bạch mã này em trồng ở nhà và dạ. Trồng cây này với nghĩa là mình sẽ được một hoàng tử bạch mã giống như tên gọi của nó. Ồ. Dạ, cảm ơn em. Anh có còn nhớ cây bạch mã hoàng tử em tặng anh trên sân khấu không? Như còn á, như còn, như có bây giờ chăm sóc hàng ngày em. Bây giờ nó ở đâu rồi? Nó là không anh. Là có thật không hay là cho cô nào rồi? Không, có cô nào đâu chứ, không phải cho cây không được. Vậy bây giờ nó có tốt không? Nó có... Tức là nó có khỏe mạnh như cái lúc đầu em tặng anh không? Thì nó vẫn như vậy à? Vẫn như vậy. Vẫn như vậy, tức là anh không có tưới nước? Tưới vẫn như vậy, tại vì nó cao rồi mà đâu còn cao hơn nữa. Vậy em thích lãng mạn không? Em thích gặp, đầu tiên gặp ở đâu? Hỏi đi. Em thích đi xem phim không em? Dạ, có ạ. Vậy chiều tối xem phim ha? Dạ, đồng ý. Phải làm giá lên chút xíu chứ. Mới rủ xem phim già liền đấy. Em kẹt rồi vài bữa đi. Không? Em hỏi là dự định tương lai nè. Ha, cưới nhau tháng 1 cưới nè. Rồi về mình phát triển kinh tế thế nào. Hỏi để có ảnh sao hiểu không. Tự đi tự mới vô đi xem phim liền thôi. Em chỉ cần người có công việc ổn định là được rồi ạ. Công việc anh cũng ổn định rồi. Dạ. Thì tháng 8 là dỗ bố anh có thể em về Bình Phước chơi được không em? Trời đất. Mới gặp nhau mời đám dỗ rồi. Trời ơi. Em về ra mắt được không em? Cặp này lạ thiệt. Em tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi cái gì mà còn có mấy tháng nữa không chuẩn bị hả? Tháng 8 đi đám dỗ không? Dạ cũng đi được ạ. Đi luôn. Thôi vậy đi luôn đi rồi bấm luôn đi. Khi ở trên sân khấu là những cái gì anh ấy nói là về nhà dỗ bố, bố ba anh ấy thì em cũng đồng ý này. Rồi đi trồng tiêu em cũng đồng ý này. Rồi là đi cạo cao su em cũng đồng ý. Thực tế là khi mở bức màn ra em nói anh ấy đừng có cười em nhé. Khi mà mở bức màn ra là em chết đứng luôn đấy chị ơi. Bây giờ mình sẽ mở rào trái tim ra ha. Kéo rào. Bọn em nghệt như thế này này.
Thế sau trong đầu em nghĩ thôi chết rồi. Chết rồi, không đúng với cái mình tưởng tượng rồi. Em thấy anh sao? Anh là một người dễ tính, cũng dễ thương đó. Em hy vọng là cả hai sẽ dành cho nhau những cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Và nếu như mà được thì mình cũng có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng mà thôi thử liều cái xem sao, là để cho diễn tiến câu chuyện có một cái kết thúc có hậu. Và cũng nghĩ là mình nên mở rộng lòng hơn nữa, để vừa cho mình một cơ hội, vừa cho người ta một cơ hội. Nên là em, cái gì anh ấy nói em cũng sẽ đồng ý hết. Kiệp Nga, thấy Nga cũng ok, cũng được, cũng dễ thương, ngoài cũng ok. Ok là sao? Thì cũng dễ nhìn thấy không? Khi mà tham gia chương trình á, thì hai bên gia đình, cả bên gia đình bạn nam và cả gia đình của mình nữa, đều có mẹ này hoặc người thân rất là thân cận đi cùng á. Thì mình thấy mẹ của bạn ấy thực sự là mong muốn con của mình tìm được một người con gái phù hợp. Dạ chào cô. Xin chào anh Quyền Ninh. Xin chào chị Cát Tường. Dạ chào cô. Xin chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Thì gia đình tôi thì cũng đến đây là cũng mong muốn để con mình tìm được mảnh ghép của cuộc đời. Dạ. Thì tôi thấy bạn gái cũng dễ thương, hiền. Thì mong hai con bấm nút hẹn hò để nên duyên vợ chồng. Rồi có gì để được ba mẹ tiến tới hôn nhân cho hai con. Mình cũng thấy mẹ anh ấy rất là tình cảm. Mặc dù chưa nói chuyện nhiều á, nhưng mà cũng có nghe anh ấy chia sẻ là mẹ cứ 2-3 ngày gọi lên, sau khi từ ngày bấm nút thế là sao rồi, sao rồi. Cứ hỏi là sao rồi, được không, sao rồi được không, là mình cũng hồi hộp quá. Nếu mà mình mà làm một cái gì đó quá đáng á, thì lại thấy hơi có lỗi với người lớn. Nên là mình sẽ cố gắng hết khả năng có thể mình tìm hiểu thêm anh ha. Chắc chắn là em sẽ nghiêm túc cho cái mối tình này. Nếu có thể thì chúng em sẽ tháng 1 ra riêng anh cưới em. Hôm nay đến với chương trình thì anh Ngọ cũng đem theo đàn đúng không? Vậy thì em với anh Ngọ sẽ tặng ban chương trình và tặng khán giả một bài hát. In your eyes, sitting silent by my side, going once, holding hand, walking through the night, hold me up, hold me tight, lift me up to dark the sky, teaching me to love with us, helping me open my mind. I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, till the end of the time. Believe me, I can fly, I'm proud that I can fly. Ở trên sân khấu á, khi mà anh Quyền Linh và chị Cát Tường nói là hai bạn này thử trao đeo nụ hôn đi, thì lúc đó tim em nó giật bắn lên, như là em đập thình thịch luôn ấy chị. Thôi chết rồi, lại nữa rồi, lại xấu hổ lắm. Tức là cả nước nó biết mình rồi mà lại còn bị mất zin ở trên mặt nữa đi. Tôi thấy nó hơi rất cảm giác nó hơi có một chút ngượng ngùng. Chỉ có lần đó thôi nha chị, từ lần sau trở đi là khi mà gặp anh ấy thì bọn em chỉ đang đi chơi, nhưng mà chưa dám nắm tay, nó có nắm tay kiểu mắc như thế này thôi. Dạ như thế này ạ. Ở trên sân khấu là anh ấy đã chủ động đến với em trước, nên là trong một cái buổi ngoại chuyện hôm nay thì em xin phép sẽ là một người chủ động để gọi là trở về thế cân bằng ấy ạ. Nhắm mắt lại nhá.